Rồi, mến chào anh chị em nhé. Đấy, hôm nay Tuấn Cương rất là vui đã đón tiếp được rất nhiều quý vị khách hàng đến với Tuấn Cương. Và cũng đã được anh em chia sẻ một chiếc xe mới. Đấy, một chiếc xe Medley 150, bản này là bản 150. Mà thời gian vừa rồi rất nhiều quý khách hàng đã hỏi Tuấn Cương thì hôm nay rất là may được một em mới về tức thì luôn. Con này á là 2022, nhưng mà đặc biệt chiếc xe rất là mới nhá, chủ xe rất là kỹ, đi rất là ít luôn. Đấy anh chị em, đi được 501 km. Đấy, 501 km nha anh chị em nhá. Và đây anh chị em, đầy đủ các cái phụ kiện theo xe luôn, hai chìa khóa remote. Đấy, và một điều nữa là đây anh chị em, tất cả các chi tiết không khác gì một chiếc xe mới. Thậm chí đây anh chị em, đó, cái tem ở cái bao tay này chưa mất này. Đấy, đèn led 2 tầng trước sau. Và bán là bảo hành cho anh chị em vẫn còn theo đúng sổ bảo hành là tới 3 năm về máy nữa anh chị em nhá. Bản này là bản 150. Đó, còn nguyên cái... Đó, xin lỗi anh chị em có cuộc điện thoại gọi tới. Đấy, bản này là bản 150. Và được dán keo từ trên đây. Đây, đây là dán keo hết nhá. Đây là dán keo hết, toàn bộ dán hết. Đây là dán keo hết này. Đấy, và chiếc xe này đi 500 km thì nó mới như thế nào thì Tuấn Cương không cần phải review nữa. Bởi vì chiếc xe này là bán là bao cho anh chị em. Nếu như tôi can thiệp tua gạt đồng hồ là Tuấn Cương tặng xe anh chị em luôn. Đó, bản này là bản 150 anh chị em nhé. Bản 150 rất là mới luôn anh chị em. Đây, đi 500 km. Đấy, hiện tại hôm nay cái bản đen nhám này á là ở trong hãng bán là 105 triệu anh chị em nhé, chưa bao gồm thuế phí thì anh chị em biết rồi. Mà con này bán cho anh chị em rẻ hơn xe mới tới 30 triệu luôn anh chị em, rất là rẻ luôn. Mà trong khi đó anh chị em sở hữu một chiếc xe không khác gì một chiếc xe mới, đi 500 km và bảo hành lên tới 3 năm cho anh chị em. Đây còn sổ, đây cuốn sổ bảo hành đây anh chị em. Đó, bảo hành tới 3 năm nữa nhá. Đấy, phụ kiện theo xe đầy đủ. Đây, những cái mút này trắng tinh luôn. Đây, đây là dán keo hết luôn. Tất cả đều được dán keo hết anh chị em nhá. Đấy, và bản này 150. Đấy, rồi. Động cơ IZ, thắng ABS, hai kênh trước sau. Xe thì trong tình trạng vẫn còn đang mùi xe mới anh chị em nhá. Đấy, vẫn còn đang có mùi xe mới. À, biển số thì cũng dễ thương. Biển số được 7 nút nha anh chị em. Biển số thành phố. Và anh chị em mua là bao công chứng giấy tờ hỗ trợ anh chị em sang tên đổi chủ tất cả các vùng miền. Đấy, gần vô cho anh chị em nghe tiếng máy này, rất là mới luôn này. Đó, tất cả các chi tiết liên lạc sạch sẽ và bảo hành cho anh chị em, từ dàn sơn, ốc, tán, tất cả mọi cái luôn nhá. Bởi vì xe này là mới đi được có 500 km thôi anh chị em, không khác gì một con xe ở trong hãng dắt ra luôn. Đấy, Medley 150, bản cao cấp nhất hiện nay của dòng Piaggio dành riêng cho sản phẩm có tên là Medley hay còn 150 nha. Rồi, quý cô chú anh chị đang theo dõi ở hai kênh thì cho Tuấn Cương like xe xem âm thanh hình ảnh con nét không nhé. Bởi vì Tuấn Cương đang đứng ở ngoài đường. Đấy, cái thứ nhất là cái mạng nó kém, cái thứ hai nữa là cái điện thoại hôm nay không có gắn micro cho nên là nó hơi bị ồn. Anh chị em nào mà không nghe được thì kết nối Zalo, số điện thoại Tuấn Cương gửi chi tiết hình ảnh qua Zalo hoặc Messenger cho quý cô chú anh chị nhé. Đấy, rất là mới và cực kỳ đẹp luôn anh chị em nhé. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Và bán là bảo hành cho anh chị em theo đúng chế độ nhà máy, còn nguyên ở trong hãng luôn nhé. Sổ bảo hành còn trong cốp xe này luôn anh chị em. Đây, yên này chưa có một vết nhăn nào luôn này. Mới dán keo nguyên con luôn, dán cả cái đẻ chân này luôn anh chị em. Chủ xe rất là dữ luôn. Đây anh em nhìn chân trống còn chưa mòn này. Đây cái này còn dấu mực của nhà máy này, rất là mới luôn. Và bảo hành cho anh chị em theo đúng chế độ nhà máy luôn, anh em xài thoải mái nhá. Hai chìa khóa, hai remote. Bản này là bản cao cấp rồi, đồng hồ hiển thị LG TFT. Đó, rất đẹp luôn anh chị em nhé. Rồi, ngoài cái dòng sản phẩm 150 này á thì anh chị em mà muốn quan tâm các cái dòng sản phẩm 125 thì Tuấn Cương cũng còn hai tông màu, một con màu xám xi măng và một con màu đen nhám nữa.
Đó, bản này là bản 150 anh chị em nhé. Bản này là bản 150, phiên bản cao cấp nhất hiện nay của dòng Piaggio. Và nói về Piaggio thì Tuấn Cương không dám tự hào, nhưng với hàng trăm sản phẩm bên Tuấn Cương thì anh chị em hy vọng là sẽ chọn được những chiếc xe ưng ý nhất cho mình. Đấy, như con này là mới về 2023, màu xám xi măng này, đi 2000 km vừa mới rửa xong này. Đấy, con này là 2024 này, đi được cũng rất là ít luôn, không khác gì một con xe mới Supertech 300. Còn đây, cái bản này là bản 150, 125 này anh chị em, thì còn hai màu, màu xám xi măng và màu đen nhám. Đấy, bản này là còn hai màu nhá, màu xám xi măng và màu đen nhám. Đó. Rồi, còn Primavera thì có phiên bản màu cam này cũng đang hot nhất nhá. Đấy, bản này là bản 150. Quý cô chú anh chị em like share, đăng ký kênh ủng hộ cho Tuấn Cương nhá. Hiện tại thì Tuấn Cương đang like một lúc là trên cả YouTube, Facebook luôn. Đây, Tuấn Cương đang đứng giữa đường luôn. Đây, đang đứng giữa ngã tư Phú Nhuận luôn anh chị em. Đây, xe đây là một con mới, anh chị em mới chia sẻ cho Tuấn Cương thôi. Quý cô chú anh chị em like share, đăng ký kênh cho. Đấy, đây là ngã tư Phan Đăng Lưu và Phan Xích Long anh chị em nhé. Đấy, anh chị em quan tâm thì liên hệ ngay cho Tuấn Cương, số điện thoại trên màn hình quý cô chú anh chị em. Và Tuấn Cương sẽ có một đội ngũ cộng tác viên gửi chi tiết hình ảnh qua Zalo hoặc Messenger cho quý cô chú anh chị em, với tất cả những cái sản phẩm mà mới về cũng như các cái sản phẩm đang được bày bán tại Vespa Tuấn Cương đây, thì anh chị em đến và chạy thử test xe. Và đặc biệt bên Tuấn Cương là bao ship tận nhà cho quý cô chú anh chị nhá. Quý cô chú anh chị nào mua là Tuấn Cương ship tận nhà luôn. Đó, ở ngoài Bắc thì Tuấn Cương ship tàu, các tỉnh miền Tây thì ship bằng xe bán tải hoặc xe chuyên dùng. Còn anh chị em nào Sài Gòn thì nhân viên giao tận nhà luôn cho anh chị em. Đó, địa chỉ của Tuấn Cương đây anh chị em nhá. Đó, và bên Tuấn Cương hiện tại thì còn tới hơn 200 sản phẩm xe lướt như mới, với các tông màu, giá nào cũng có, từ phổ thông cho tới hàng cao cấp nhá. Và hiện tại thì Tuấn Cương đang cần gấp một số các cái dòng sản phẩm Vespa lướt lắc nữa để bổ sung thêm vào những cái dòng sản phẩm anh chị em đang có nhu cầu rất cao. Chẳng hạn như cái bản 150 này là đợt vừa rồi không có mà bán luôn anh chị em nhé. Hay là những cái dòng sản phẩm xe Vespa Spring lướt lát với những cái tông màu như anh chị em đã thấy đấy, thì Tuấn Cương không thiếu một tông màu nào hết nha. Rồi, đến đây thì Tuấn Cương xin khép lại buổi live nhé. Và chúc toàn thể quý cô chú anh chị đang theo dõi trực tiếp cũng như các quý cô chú anh chị theo dõi lại cái video hôm nay, thì hãy nhớ like, share, đăng ký để cho các quý cô chú anh chị nào mà đang có nhu cầu quan tâm tới những cái dòng sản phẩm thì biết đến cái thương hiệu Vespa Tuấn Cương. Đây anh chị em này. Đấy, Tuấn Cương đang cầm cái máy điện thoại này live trực tiếp cho anh chị em luôn nhá, không có qua bất cứ một đơn vị nào làm. Đó. Đây, bye bye nhá. Chào anh chị em.